Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin nóng Euro 2024. Sau đây chúng ta cùng điểm qua một vài trận đấu đáng chú ý vừa mới diễn ra. Đội tuyển Anh thiệt quân ngay trước chung kết Euro 2024. Đoàn quân của huấn luyện viên Gareth Southgate đã tiến vào trận chung kết thứ hai liên tiếp tại Euro sau chiến thắng 2-1 trước Hà Lan ở bán kết. Harry Kane và Ollie Watkins là những người ghi bàn cho Tam Sư sau khi Xavi Simons mở tỷ số cho đội bóng áo cam. Đối thủ của Anh ở trận chung kết là đội bóng đang có phong độ cao nhất giải đấu, Tây Ban Nha, vượt qua Pháp với tỷ số 2-1 để giành vé vào chơi trận đấu cuối cùng tại Berlin. Tam Sư có thể không có sự phục vụ của hậu vệ Kieran Trippier khi đối đầu với đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente. Trippier đã phải bỏ lỡ các buổi tập trước đó trong giải đấu vì chấn thương bắp chân, ảnh hưởng đến những tháng cuối mùa giải cùng Newcastle. Mặc dù đủ sức khỏe để đá chính trận gặp Hà Lan, nhưng Trippier đã bị thay ra ở giờ nghỉ giữa hiệp và nhường chỗ cho Luxo ở vị trí wing back trái. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Southgate thừa nhận ông không chắc chắn về thể lực của Trippier và khả năng ra sân gặp Tây Ban Nha. "Chúng tôi không muốn mạo hiểm," Southgate nói. "Chúng tôi đã tính đến việc đưa Luke vào sân ở một thời điểm nào đó. Tốt hơn là đưa cậu ấy vào sân từ ghế dự bị thay vì bắt đầu trận đấu và không thể hoàn thành nó. Chúng tôi sẽ phải xem tình hình của Chip. Cậu ấy là một chiến binh tuyệt đối của chúng tôi. Việc phải chơi trái biên với những chấn thương mà cậu ấy mang vào giải đấu là điều đặc biệt. Xô nhiều khả năng sẽ đá chính ở vị trí wing back trái nếu Trippier không kịp bình phục, trong khi Isiri, Konsa và Joe Gomez là những lựa chọn khác cho Southgate. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh rất muốn hậu vệ trái số 1 của mình hoàn toàn khỏe mạnh khi phải đối đầu với một Lamine Yamal đầy nguy hiểm bên cánh phải của Tây Ban Nha. Cầu thủ 16 tuổi này đã ghi một bàn và kiến tạo 3 lần, là ứng viên sáng giá cho danh hiệu cầu thủ hay nhất giải đấu. Trọng tài bắt trận chung kết Euro 2024 gây tranh cãi. UEFA gây tranh cãi khi bố trí tổ trọng tài chịu trách nhiệm chính ở trận chung kết Euro giữa Tây Ban Nha và Anh là người Pháp. Pháp chính là bại tướng của Tây Ban Nha ở vòng bán kết. Tại Euro 2024, ông Lee Teixeira điều hành 3 trận đấu gồm Tây Ban Nha gặp Georgia ở vòng 16 đội, Đan Mạch gặp Serbia và Croatia gặp Albania. Ở mùa 2023/24, Lee Teixeira cầm còi ở 10 trận đấu tại 2 giải đấu cúp danh giá nhất của UEFA, Champions League và Europa League. Trong trận chung kết Champions League giữa Real Madrid và Dortmund, ông Lee Teixeira là trọng tài thứ 4. Nếu tính toàn bộ sự nghiệp, vua áo đen cầm còi trong 65 trận đấu ở các giải đấu do UEFA tổ chức. Ông nằm trong danh sách trọng tài ưu tú được công nhận bởi Liên đoàn bóng đá châu Âu. Hồi tháng 5, trọng tài Lee Teixeira từng cầm còi ở trận play-off liên lục địa tranh vé Olympic Paris giữa U23 Indonesia và Guinea. Trong trận này, vị vua áo đen người Pháp thổi đến 2 quả phạt đền cho Guinea. Một trong số đó được đại diện châu Phi thực hiện thành công, từ đó ấn định thắng lợi tối thiểu trước thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong. Southgate, anh mạnh hơn nhờ khác biệt từ dàn dự bị. Huấn luyện viên Gareth Southgate đề cao chất lượng đội ngũ dự bị và xem sự chuẩn bị về chiến thuật là chìa khóa để tuyển Anh có thể hạ thắng Tây Ban Nha ở chung kết Euro 2024. Tây Ban Nha giành nhiều danh hiệu và là tập thể rất mạnh, Southgate nói sau khi thắng Hà Lan ở bán kết. Chúng tôi phải hoàn hảo và phát huy tốt nhất khả năng của từng cầu thủ để thắng. Anh có những cầu thủ từng chơi nhiều trận đấu lớn, nên họ sẽ biết những gì cần phải làm. Trong vài ngày tới, chúng tôi phải chuẩn bị thật hoàn hảo, vì đây có thể là thứ tạo nên khác biệt. Tuyển Anh thắng ngược cả 3 trận vòng loại trực tiếp Euro 2024 và Southgate hy vọng toàn đội sẽ tiếp tục thể hiện bản lĩnh, tinh thần để đoạt danh hiệu lớn đầu tiên kể từ World Cup 1966. Nhưng huấn luyện viên 53 tuổi thừa nhận việc ngăn chặn Tây Ban Nha sẽ khó đến mức nào. Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn vì màn trình diễn từ đầu giải, Southgate nói. Họ là đội tốt nhất và được nghỉ nhiều hơn một ngày. Điều đó khá quan trọng và anh phải cố gắng hồi phục. Về chiến thuật, đội cũng phải hoàn hảo vì Tây Ban Nha rất mạnh. Nhưng anh đã thể hiện tinh thần và sự đoàn kết. Đội cũng trở nên mạnh mẽ khi các cầu thủ dự bị có thể tạo khác biệt. Southgate trở thành huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử tuyển Anh. Trước thời của ông, Tam Sư chỉ một lần vào chung kết giải lớn tại World Cup 1966 và 3 lần khác vào bán kết, gồm World Cup 1966, World Cup 1990 và Euro 1996. Southgate vượt thành tích này kể từ khi thế chỗ Sam Allardyce năm 2016, khi giúp Anh vào chung kết 2 kỳ Euro liên tiếp 2020 và 2024. Ngoài, ông giúp đội đoạt huy chương đồng World Cup 2018, vào tứ kết World Cup 2022 và về nhì UEFA Nations League 2019. Dù vậy, Southgate hứng chịu nhiều chỉ trích từ đầu giải vì lối chơi thực dụng, với đỉnh điểm là việc bị người hâm mộ ném cốc và la ó sau trận thua Slovenia ở vòng bảng. Có rất nhiều điều để tiếp nhận, rất nhiều điều trong tâm trí tôi, ông nói khi được hỏi lại về sự việc. Tôi rất vui vì các cổ động viên có mặt ở trận bán kết này. Họ thật đáng kinh ngạc. Có người hâm mộ bên cạnh mang lại nguồn năng lượng vô cùng lớn. Tại Euro 2020, Anh cũng vào chung kết nhưng thua Italy ở loạt luân lưu ngay tại Wembley, London.
Declan Rice nhớ lại lời hứa sẽ uống bia lần đầu nếu Tam sư vô địch Euro 2020 và khẳng định sẽ thực hiện lời hứa này nếu đăng quang trên đất Đức. Kể từ kỳ Euro trước, tôi đã uống bia nhưng pha thêm nước chanh. Nếu anh vô địch thì tôi sẽ uống ly bia đúng chất. Có lẽ tôi sẽ phải bịt mũi lại vì ghét vị này, tiền vệ 25 tuổi bày tỏ. Chơi có trách nhiệm, chọn nơi uy tín. Truy cập ngay tề.mi/kto, nhận ngay 50k miễn phí trải nghiệm.